Tập 21. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lạ thật, sao gọi hoài toàn máy bận vậy? Lô Dịch Minh, anh ngủ chưa? Lô Dịch Minh, anh ngủ chưa? Lô Dịch Minh ngủ rồi sao? Lô Lô nhà chúng ta ngủ rồi sao? Vậy thôi, hết cách rồi. Tôi về trước nha. Ngủ ngon. Đêm thì dài, nhưng mà không ngủ được. Không ngờ cô Giang Giang cũng không ngủ được. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, sao có thể ngủ vào lúc này chứ? Tự nhiên cô lại tắt đèn làm gì? Anh không thấy những ngọn nến này rất lãng mạn sao? Không, tôi cảm thấy thắp nến ở đây không được thoải mái cho lắm. Chúng ta xem phim đi. Anh uống không? Tôi có rồi. Tôi khui cho anh nha. Được rồi, tôi sẽ tự làm. Tôi chết rồi. Để tôi. Tôi tự làm là được. Không phải khi nãy cô nổi nóng sao? Sao tự dưng lại trở mặt nhanh như vậy? Đâu có đâu. Lúc tôi tâm trạng không tốt đều như vậy hết. Anh không biết sao? Thật ra tôi không xem nữa đâu. Tôi về phòng đây. Ôi trời ơi, nguy hiểm thiệt đó. Mình không thể nào bị sắc đẹp mê hoặc được. Không thể làm chuyện có lỗi được. Mình phải đi gặp nhóc mập, phải kiên định thôi. Tây Dũng, liên lạc với Jason giúp tôi. Hỏi xem anh ta có dự định cho Cao Giang trở lại hay không. Nếu có, tôi sẵn sàng hỗ trợ cô ấy. Tiêu Tổng giúp Cao Giang trở lại, chuyện này hình như không được ổn cho lắm. Sao vậy? Tuy rằng quan hệ của anh với Cao Giang là giả, nhưng cũng từng chính thức công bố rồi. Bây giờ anh cũng đã có bạn gái. Tôi cảm thấy không ổn lắm. Liệu có bị báo giới đồn bậy bạ, nói anh một chân đạp hai thuyền hay không? Không hay đâu. Nè, từ khi nào mà tôi làm gì còn phải giải thích với cậu chứ? Làm theo ý của tôi đi. Mẹ Đoá nói với tôi rồi, trước đây cô ấy từng giúp Cao Giang bán đồ cũ. Bây giờ cô ấy lo lắng, nhưng mà cũng không giúp được gì nhiều. Tôi không muốn cô ấy khó xử. Hơn nữa đợi thời cơ chín muồi mới ra tay giúp đỡ Cao Giang, cũng không hẳn là chuyện xấu. Cao Giang vẫn luôn quá kiêu ngạo, biến cố như vậy sẽ giúp cô ấy trưởng thành hơn. Tiêu Tổng, bây giờ đã rõ mối quan hệ của anh rồi. Anh là vì mẹ Đoá cho nên mới làm như vậy phải không? Có phải vậy không? Cái tên nhóc này, sao cậu càng ngày càng không biết ăn nói vậy? Không muốn làm nữa sao? Dạ. À không phải. Không phải đâu. Không phải. Đi thôi. Trễ như vậy rồi mà còn không về. Điện thoại cũng không gọi luôn. Đừng nói là đang cố tình trốn mình nha. Có khi nào mình hiểu lầm anh ấy không? Cũng đúng ha. Một người đàn ông thật sự thích mình, sao có thể vội vã cùng mình?
Chắc chắn vậy rồi. Sao anh lại tới đây? Gì chứ? Sao lại ăn mặc như vậy đi ra? Em không sợ bị chụp được sao? Có phải anh làm quản lý lâu quá rồi không? Bây giờ em muốn chụp bọn chó săn còn chẳng được đây. Chứ nói gì được bọn họ chụp. Em vẫn chưa hay tin gì sao? Tin gì chứ? Tin tức nói em trở lại đó, Tiêu Lượng chưa nói em biết sao? Tại sao Tiêu Lượng phải nói cho em biết? Được rồi, em thử xem đống này đi. Tiêu Lượng quyết định hỗ trợ em trở lại showbiz. Đây là kịch bản phim mới. Đây là đại ngôn quảng cáo của Thông Linh. Vụ gì đây? Em với Tiêu Lượng lâu rồi không có gặp, sao tự nhiên lại ra tay hào phóng vậy? Còn phải nói sao? Người ta có tình có nghĩa. Anh nói cho em nghe, anh ấy bỏ tiền còn anh bỏ sức. Từ hôm nay em sẽ trở lại thống trị toàn bộ giới truyền thông. Em coi da của em kia kìa, tệ quá trời luôn. Đây là uniform, mỗi ngày đắp một cái cho anh. Cánh tay của em béo chưa kìa, tự nhìn đi. Có phải là em nhìn thấy anh tốt với em quá phải không? Một ngày 20 túi trà xanh, có nghe chưa? Ngày mai anh muốn nhìn thấy em ốm xuống 10 kg. Theo như tin tức mới công bố từ công ty quản lý của Cao Giang, thì Cao Giang sắp trở lại và bắt đầu kế hoạch tuyên truyền mới. Tiêu Tổng, kế hoạch trở lại của Cao Giang đã bắt đầu rồi. Tình hình hiện tại phát triển rất thuận lợi. Giữ liên lạc với Jason, hỗ trợ trong khả năng. Dừng. Tiêu Tổng, anh kiếm em sao? Cao Giang sắp trở lại rồi sao? Anh không muốn em buồn rầu vì chuyện của cô ấy, cho nên giải quyết vấn đề cho em rồi. Ý anh nói đây là công lao của anh sao? Không phải vì mối quan hệ cá nhân mà giúp cô ấy đâu. Đợi sau khi Cao Giang thật sự trở lại, cô ấy phải dùng giá trị cao hơn để báo đáp anh đó. Anh chưa bao giờ chịu thiệt trong làm ăn. Anh tốt thiệt đó. Thật ra em đã sớm nhận ra rồi. Anh chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng thôi, chứ anh vẫn có một tấm lòng thật sự nhiệt tình. Tóm lại một câu, anh hay ra vẻ lắm đó. Em đúng là không dè dặt gì cả. Bé đó, sao cô lại tới đây? Chúc mừng cô đã trở lại showbiz. Cảm ơn. Cô vào ngồi đi. Ngồi đi. Cảm ơn quà của cô nha, đẹp thật đó, tôi thật sự rất thích. Suốt đường đi tôi toàn nghe tin tức về cô. Nhưng mà khi nãy còn thấy có phóng viên ở bên ngoài đó. Họ biết là cô sắp trở lại rồi, cho nên tôi cũng mừng cho cô. Cho dù hôm nay cô không đến, tôi cũng định đến công ty tìm cô. Chuyện lần này cũng may có Tiêu Lượng giúp đỡ. Tôi còn chưa cảm ơn anh ấy. Đều là người của mình cả, đừng khách sáo. Từ khi nào là người của mình hết rồi? Có biến nha. Anh trở về. Một mình em không thể nào chịu đựng nổi. Anh sẽ trở về. Cuộc sống sẽ đặc sắc vì anh. Alo. Nè Lô Dịch Minh, bây giờ anh đang làm chưa? Bây giờ tôi đang trên đường về nhà đây. Chút nữa còn có chuyện muốn nói với cô. Gặp ở nhà nha. Nè không phải đâu, tôi chưa nói xong. Nè alo. Lần nào gọi điện thoại cũng cúp máy giữa chừng, thiệt tình.
Anh tưởng là tôi tha cho anh sao? Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Sao vậy? Máy cứ bận nhất, hình như anh ấy đang gọi điện cho ai đó. Còn ai mà quan trọng hơn các cô? Sao đây, điện thoại của ai đó? Là bạn của tôi. Tôi đi nghe máy nha. Alo, nè nhóc mập, cậu có biết không, có một tin tốt đây. Cao Văn sắp trở lại rồi. Tôi biết, bây giờ tôi đang... Một khi cô ấy hot trở lại thì nhà của cô ấy không thể có đàn ông. Tới lúc đó tôi sẽ không có nhà để về. Chuyện này có gì đáng mừng đâu chứ? Không đáng mừng sao? Đương nhiên là không. Nhưng vì sự nghiệp và tiền đồ của cô ấy, cũng có thể tán thành cho kế hoạch tái xuất của cô ấy. Có phải là cậu nên cho tôi chuyển về nhà của mình ở hay không? Được rồi, cứ như vậy đi nha. Tôi sẽ dọn đồ về. Ở nhà chờ tôi đó, tôi sẽ về ngay đây. Tạm biệt. Nè, khoan đã. Bạn của cô có chuyện gì quan trọng sao? Không có gì đâu. Phải rồi Cao Văn, sau khi cô quay trở lại, có phải là sẽ quay về cuộc sống của Minh Tinh trước đây không? Đương nhiên rồi. Lâu rồi không đứng trước ống kính, đúng là phí phạm gương mặt này quá. Vậy có phải là cô sẽ không còn tự do như bây giờ nữa không? Thật ra tôi có nghĩ tới vấn đề này rồi. Sau khi tôi hot lại, tôi nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sống hiện tại đâu. Là bởi vì tôi đã thích một cuộc sống bình thường như vậy rồi. Từ hôm nay mình sẽ mãi mãi tạm biệt nơi này rồi. Hẹn ngày mai gặp nha. À không phải, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt và xin tạm biệt. Tạm biệt nha. Tôi sắp trở lại làm chiến viên rồi đó. Đây là nụ hôn cảm ơn anh. Sao cậu lại ở đây? Sao vậy? Sợ tôi phá đám hai người sao? Tôi chỉ là người làm chứng cho hai người thôi. Nụ hôn thế kỷ vừa rồi đã chụp lại rồi, tặng cho hai người lưu lại đó. Gửi cho tôi đi, gửi ảnh gốc luôn. Vậy ý của cậu là tôi nên cảm ơn cậu sao? Sao phải cảm ơn tôi, khách sáo làm gì? Xóa ảnh đi, không xóa. Anh sao vậy? Vui quá ngu luôn sao? Tỉnh lại đi. Đi, nhanh lên. Bé đó đi thôi. Đi. Ngồi xuống. Mau ngồi đi. Tôi với mẹ đó đợi anh lâu lắm rồi đó. Nào mẹ đó, của anh đây. Cảm ơn hai người đã luôn ở bên tôi. Chúc mừng cô đã quay trở lại. Mong là hai chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, tốt nhất là cả đời luôn. Cảm ơn, cạn ly. Là như vậy, nếu cô trở lại showbiz rồi thì tôi sống tiếp ở đây cũng không tiện lắm. Cho nên tôi định sẽ chuyển đi. Anh sợ ảnh hưởng tới tôi sao? Tôi không còn là Cao Văn lúc trước đâu. Hơn nữa bây giờ công ty cũng không hạn chế chuyện hẹn hò. Huống hồ thân phận của anh lại là bác sĩ. Dù có tin tức tiêu cực gì thì cũng không bị ầm ĩ quá đâu. Nên anh cứ yên tâm ở lại đi. Nhưng lỡ như có chó săn, hiếm khi có cơ hội tốt. Cậu có thể chăm sóc cho Cao Văn. Bác sĩ Lôi phải nắm chắc cơ hội đó. Phải đó. Tôi còn không để ý anh là đàn ông mà sợ gì. Ở lại đi, làm ơn. Nào, ở lại đi. Được rồi, cạn ly. Cạn ly. Nghe nói dạo này con với Cao Văn lại dính dáng với nhau, là sao đây? Dạo này Cao Văn đang hot trở lại, sau khi trở lại chắc chắn sẽ có hào quang. Lúc này ký với cô ấy sẽ có lợi cho chúng ta. Vậy sao? Vậy con có chắc con với cô ta đã cắt đứt sạch sẽ rồi không? Đương nhiên rồi. Cho dù vì tình cảm cá nhân con mới giúp Cao Văn, thì con cũng không cần phải giấu bố. Con nắm chắc chuyện tình cảm của mình. Nắm chắc sao? Con tưởng chuyện tình cảm giống như kinh doanh, muốn nắm là nắm sao? Kinh doanh là dựa vào đầu óc,
Còn tình cảm thì cần tới trái tim. Trái tim con người, cho dù có bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu năng lực, thì cũng không thể nào kiểm soát được. Cho dù con có tự tin ra sao, con có nhập tâm cỡ nào, thì tới cuối cùng cũng sẽ tự dẫn lửa thiêu mình thôi. Bố cứ yên tâm, con sẽ không đi tới nước đó đâu. Bố không mong con lặp lại bài học với Diệp Kỳ. Cho dù ra sao, bố cũng không thể để cho con ở bên một cô gái có thân phận không rõ ràng. Tề Dũng, cậu có cảm thấy tình cảm mà tôi dành cho mẹ đó thật sự mất kiểm soát không? Tiêu Tổng, tôi cảm thấy nhập tâm vào một mối tình cũng không hề tệ. Từ sau khi anh với mẹ đó bên nhau, anh đã vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng con người rồi sẽ thay đổi. Tôi thật sự sợ là mẹ đó bên tôi như vậy lâu dần sẽ trở thành một người khác. Tôi lo cô ấy sẽ thay đổi. Một người khác sao? Một người sẽ lừa dối tôi, thậm chí còn lợi dụng tôi. Tiêu Tổng, sao anh lại như vậy? Với sự hiểu biết của tôi về mẹ đó, cô ấy không lừa dối anh đâu. Nhưng liệu anh có nghĩ sẽ giữ khoảng cách với cô ấy không? Ý của cậu là lo về bố tôi sao? Không chỉ là chủ tịch đâu, giờ cả công ty đều đang bàn tán về mối quan hệ của hai người đó. Cho nên mẹ đó sẽ càng ngày càng áp lực hơn. Họ bàn tán cái gì chứ? Nói về cách biệt của hai người đó. Còn nữa, Tiêu Tổng à, anh là nòng cốt của công ty. Đương nhiên mọi người sẽ rất để ý tới người bên cạnh của anh. Đừng nói là mẹ đó, ngay cả tôi mỗi ngày cũng phải ứng phó với đám người sinh sự đó. Cho nên từ điều này tôi rất hiểu cho mẹ đó. Vậy nên cậu mới quan tâm mẹ đó phải không? Đâu có đâu có. Thật sự không có. Chỉ là thấy cô ấy từ cấp thấp từ từ bước lên cao, không dễ dàng gì đâu. Cho nên có lúc tôi lại nghĩ về mình của trước đây. Chị Tư Nguyên, có người gửi đồ cho chị nè. Và có cả thư nữa. Chị xem nha, cảm ơn cô. Kẻ nói dối đều là lừa đảo. Bà xã, đây chắc là lần cuối anh gọi em như vậy. Khi em nhìn thấy lá thư này thì anh đã rời khỏi đây rồi. Anh sẽ không khiến em tức giận nữa đâu. Cũng sẽ không làm liên lụy tới em nữa. Anh đã nấu mấy món em yêu thích gửi đến cho em, coi như chiếc dấu chấm hết cho những ngày tháng bên nhau vui vẻ của chúng ta. Mong là những ngày tháng không còn anh, em sẽ có thể chăm sóc tốt cho mình, sống một cuộc đời mà em muốn. Cuối cùng, chúc em hạnh phúc. Hướng Nam. Hướng Nam, em không phải là người phụ nữ tốt. Anh hãy quên em đi. Quên đi những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Chị ơi, xem trà xanh giảm cân đi, uống sẽ gầy đi đó. Giữ dáng tốt lắm, chủ động loại bỏ mỡ thừa. Bây giờ đang có sự kiện mua 2 hộp tặng 1 ly đó. Các chị xem thử đi. Chị ơi, ghé đi. Chị à, xem thử đi. Dân, cảm ơn nha. Cảm ơn các chị. Xin chào. Hình như anh ta không giỏi bán hàng cho lắm. Trước đây làm nghề gì vậy? Trước đây không có công việc chính thức. Công ty chúng ta đúng lúc đang thiếu người cho nên gọi anh ta đến. Cả lơ phất phơ, chắc không phải là người đàng hoàng rồi.
Thím mà, thím coi thử đi. Cậu gọi tôi sao? À không phải, chị à, trà tiêu hóa này tốt lắm, rất tốt cho dạ dày đó. Sao cậu biết dạ dày của tôi không tốt? Đến tuổi rồi thì đương nhiên sẽ không tốt thôi. Đừng có nghe anh ta nói bậy, cô vẫn còn trẻ lắm, còn có thể đi tập nhảy giảm cân nữa mà. Chỗ chúng cháu có trà giảm cân đây, giới thiệu cho cô biết nha. Nó kết hợp từng nguyên liệu thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để cháu cầm túi giúp cô vào đây đi. Nè cô gái, có phải cô lấy ví tiền của tôi hay không? Cháu không có lấy. Cô đừng có vu oan cho người tốt. Giờ rồi chỉ có cô cầm túi của tôi thôi. Không phải cô thì là ai? Cháu tốt bụng cầm túi giúp cho cô, tại sao cô lại nói cháu như vậy chứ? Đi bán hàng còn cầm hộ túi của người ta, cũng chỉ có thể bán được sản phẩm của mình thôi chứ gì. Phải đó, ăn nói không thật thà gì hết. Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi, tới đồn cảnh sát đi. Cháu nói là cháu không lấy rồi. Chị à, đây có phải là ví tiền của chị không? Xem thử đi. Vẫn còn nguyên hết luôn đó. Cậu tìm được ở đâu vậy? Trên cái ghế chà đằng kia kìa. Cô xem, cháu đã nói là cháu không có lấy. Hai người không phải là thông đồng sẵn đó chứ? Một đứa trộm, một đứa đem đi. Đúng lúc bị tóm cho nên lấy ví tiền ra. Sợ báo cảnh sát. Thím mà, thím ăn nói gì vậy? Cái gì mà trộm chứ đem đi? Tôi kiện thím vu khống đó. Coi kìa, vừa nãy còn gọi tôi là chị, bây giờ thành thím rồi. Mấy người không nói câu nào thật lòng hết, chắc chắn là thông đồng rồi. Này chị à, ví này là tôi nhặt được thật đó. Ở bên trong có ảnh của chị. Nếu tôi trộm làm sao tôi phải trả lại chứ? Thì đúng rồi. Thôi thôi, đừng có làm to chuyện nữa, cũng đừng làm khó họ. Họ cũng thật thà đó. Nếu lấy ví tiền thì sao lại trả, có đúng không? Hơn nữa, nếu chúng ta báo cảnh sát cũng không có chứng cứ kiện họ. Cũng đúng đó. Tôi tin lời của cậu ấy nói. Vừa nãy, lúc họ quảng cáo sản phẩm toàn nói tôi trẻ. Chỉ có cậu ấy giới thiệu là trà tiêu hóa thích hợp với tôi hơn. Tôi có tuổi rồi, dạ dày lại không tốt. Lời của cậu ấy nói chắc chắn là thật, cho nên tôi sẽ tin tưởng cậu ấy. Nè chàng trai, cảm ơn cậu nha. Dạ không có gì đâu. Vậy tôi làm việc nha. Nè chàng trai, tôi hỏi cậu một chuyện. Trà tiêu hóa mà cậu nói có phải là có tác dụng giống như là trên giấy viết hay không? Uống vài lần là có hiệu quả ngay không? Nếu cậu không ngại thì giới thiệu sản phẩm cho tôi biết đi. Sản phẩm này đúng là rất tốt, nguyên liệu thiên nhiên, nhưng còn hiệu quả không thì tùy người. Tôi chỉ có thể nói tới đó thôi. Tôi rất thích nghe lời nói thật đó. Cậu đúng là quá thật thà luôn. Tôi vì cậu cho nên sẽ mua hai hộp trà tiêu hóa gì đó, coi như là cảm ơn cậu, có được không? Này cậu trai à, nếu như mà chúng tôi uống mà cảm thấy ổn thì lần sau chúng tôi sẽ ghé ủng hộ cậu tiếp, có được hay không? Thật vậy hả? Đương nhiên rồi. Nè A Trân, giờ rồi chị cũng nghĩ quan cho cậu ấy, hay là mua luôn hai hộp đi? Cũng được, cũng được. Đâu chỉ có hai chúng ta mua đâu, mấy người họ cũng nghĩ quan cho cậu ấy mà. Phải đó, mấy chị cũng mua đi. Phải rồi, mọi người mua ủng hộ đi. Nào nào nào. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hai hộp đây, hai hộp đây. Mọi người mua hết đi. Cảm ơn, cảm ơn. Của mọi người đây. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Bên này, bên này. Của chị đây. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì đâu. Phó Tổng Lâm, đợi cô lâu rồi, muốn đưa cô tới chỗ này. Còn đứng đó làm gì? Vào đi. Bên kia là phòng ngủ của cô. Phòng để đồ bên trong tôi đã cho người sửa thành tủ quần áo, treo đầy quần áo theo mùa. Cô có thể thử xem, không hợp thì tôi cho người đổi. Cảm ơn Phó Tổng Lâm, tôi không thể nhận được. Cô lại đang từ chối tôi sao? Tôi đúng là ham vật chất, nhưng mà tôi có năng lực. Hơn nữa, tôi không mong mình trở thành người phụ nữ được bao nuôi. Một người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông tự nguyện nuôi mình,
thì cũng là một loại năng lực. Không thì công ty có rất nhiều phụ nữ, tại sao chỉ có cô ở đây? Nói tôi biết, cô còn đang do dự điều gì? Tôi vừa chia tay Hướng Nam, e là không thể nào sống cùng anh ngay được. Cô không cần lo tới điều này đâu. Nơi này gần công ty, khi nào tăng ca muộn quá tôi mới tới đây. Nhưng mà tôi không để cô ở miễn phí đâu. Tôi có điều kiện đó. Điều kiện gì? Mỗi ngày sau khi tăng làm, cô phải tới nấu ăn cho tôi. Cứ như vậy đi. Alo, cô có rảnh không? Ra gặp nhau chút đi. Có chuyện muốn nói với cô nè. Rảnh. Được rồi. Nói chuyện với mình sao? Cuối cùng cũng không kiềm chế được, muốn tỏ tình rồi chứ gì. Mặc cái gì bây giờ? Thiệt tình. Vẻ đẹp của người phụ nữ bắt đầu từ gương mặt, cố lên. Tới rồi sao? Nào uống cà phê đi. Sạch đó tôi vẫn chưa uống. Toàn là gì mà cô thích. Thật ra cô cứ kệ tôi đi. Thật ra tôi không thể gọi thêm. Gọi nữa sẽ không kịp thời gian. Đợi đưa nước lên lâu lắm. Cô xem quán đông như vậy mà. Anh kiếm tôi đi uống cà phê thôi sao? Phải đó. À không, hơi lạc đề một chút. Là như vậy, tôi có chuyện này hôm qua muốn nói với cô. Nhưng mà tôi hơi ngại một chút. Ý của tôi muốn nói là tôi có hơi... Có gì mà ngại đâu chứ. Sao anh lại ngại ngùng như vậy? Nếu có gì thì anh cứ nói ra đi, có sao đâu. Thật ra là hai chuyện. Một là rất cảm ơn cô. Trong lúc tôi sa sút đã cho tôi ở nhà của cô và xem tôi như một người bạn thân thiết. Điều thứ hai là tôi muốn... Tôi... Đừng có ấp a ấp úng, đừng có muốn nữa. Anh là đàn ông, muốn làm gì thì cứ làm đi. Vậy thì tôi nói nha. Tôi muốn chuyển ra khỏi nhà của cô đó. Được rồi, tôi đồng ý. Vậy sao? Vì vậy tôi chuyển liền nha. Chuyển đi. Chuyển... Anh muốn chuyển ra khỏi nhà của tôi sao? Tại sao vậy? Là như vậy. Thật ra tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ cô đã trở lại làm người của công chúng, là đại minh tinh. Cô phải nghĩ tới hình tượng của mình chứ. Một người đàn ông sống trong nhà của cô, tôi thấy hơi bất tiện đó. Có gì mà bất tiện chứ? Lúc đầu không phải anh nói với tôi là đừng để ý ánh mắt của người khác hay sao? Bây giờ tôi làm được rồi đó. Đúng, cô nói rất đúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại một điều. Dù gì thì cũng dính dáng tới sự nghiệp của cô, cho nên tôi không thể qua loa được. Vì vậy mà tôi quyết định hôm nay sẽ chuyển ra. Cô không nói gì tức là đồng ý phải không? Được rồi, vậy tôi sẽ chuyển liền đi. Này phục vụ, tính tiền đi. Khoan đã. Sao vậy? Anh phải hoàn thành một điều ước của tôi. Điều ước? Đây là điều ước của cô đó hả? Đi xe buýt. Đi xe buýt không phải là điều ước của tôi. Cùng anh đi xe buýt mới là điều ước của tôi. Hồi trước lúc tôi trả quần áo, tôi đã nghĩ chờ tới lúc tôi hot hơn một chút, tôi sẽ đưa anh ra ngoài tận hưởng cảm giác được người khác theo đuổi.
Nhưng bây giờ độ hot của tôi vẫn còn thấp lắm, cho nên không sao. Một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Ráng thêm chút nữa đi. Hình như không phải là độ hot hơi thấp, mà là rất thấp luôn đó. Tóm lại là không có ai anti tôi nữa. Thấy ghét ghê. Sao giờ đi đâu cũng toàn tin về Cao Văn vậy? Phải đó, cô ta chỉ được cái mắt to chứ có gì đâu. Vậy mà còn đòi trở lại. Ai mà thích cô ta chứ, thiệt tình. Nhìn hình đi. Được rồi, kiềm chế, không nghe thấy gì hết. Cô ta còn mặt mũi mà trở lại sao? Can đảm ghê thiệt đó, thiệt tình. Nếu là tôi sẽ không thèm trở lại đâu. Chào Cao Văn. Là Cao Văn phải không? Chào cả nhà, tôi là Cao Văn đây. Nếu như tôi không nghe nhầm thì hình như mấy người nói tôi là minh tinh hết thời phải không? Đâu có. Làm gì có chứ. Nhưng tôi vừa nghe thấy mà. Nhìn phản ứng của mọi người thì khá là thích kiểu nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa giỏi như tôi phải không? Cao Văn, mấy ngày nữa tôi sẽ có sản phẩm mới. Tôi sắp trở lại rồi, mong mọi người ủng hộ tôi nha. Cảm ơn nha. Thôi, đừng có quay nữa. Hợp tác chút đi, đừng có quay nữa. Làm phiền mọi người, đừng có quay nữa. Được rồi, đừng có quay nữa. Làm phiền mọi người, đừng có quay nữa. Cao Văn. Tôi đếm tới ba cùng nhau chạy đó. Chạy đi. Tôi đếm từ 1 tới 3 cùng nhau chạy nha. 1, 2, 3, chạy đi. Cao Văn. Cho xin chữ ký đi. Sao không đi làm vận động viên luôn đi? Làm chạy thêm muốn chết. Đúng là mệt chết tôi rồi. Đám người đó có phải bị ngốc hay không? Có gì mà đuổi theo chứ? Đuổi theo cả buổi trời chứ quay được cái mông của cô thôi. Đúng là quá đáng. Cứ đuổi theo miết như vậy. Họ không thấy mệt tôi cũng thấy mệt giùm đó. Tôi nhớ ra rồi. Vừa nãy có người bảo tôi đẹp trai. Không phải là có người muốn đuổi theo tôi chứ? Nếu là như vậy thì cô chạy làm gì, không phải tốn công sao? Không đùa nữa đâu. Từ nay về sau, cô đừng có dẫn tôi đi tận hưởng cảm giác được theo đuổi nữa. Tôi đúng là tận hưởng không nổi rồi. Cô nhìn tôi làm gì? Mặt của tôi dính gì sao? Không có. Tôi hỏi là cô nhìn tôi làm cái gì? Tôi chỉ muốn nói là quan hệ của chúng ta đã bị lộ ra rồi. Có phải là không cần phải trốn tránh nữa hay không? Hai chúng ta có quan hệ gì chứ? Là sống chung đó. Tôi vừa trở lại đã bị quay cảnh nắm tay với anh rồi. Tôi phải chung tình, còn anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Sao tôi lại chịu trách nhiệm với cô chứ? Sao lại lôi tôi vào chồng rồi? Rõ ràng là cô gây chuyện liên quan gì tới tôi. Mặc kệ do tôi hay do anh, bây giờ đứng yên đi, nghiêm. Tôi không đứng im đó. Đứng im một chút đi. Hôm nay tôi phải nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi tuyên bố anh Lô Dịch Minh có thể thoải mái quang minh chính đại thích tôi. Nào, thể hiện tình cảm của mình đi chứ. Cái gì? Ôm tôi đi. Không. Bây giờ tôi chóng mặt quá. Chóng mặt cái gì chứ? Tôi cũng mệt đây nè. Chóng mặt thiệt đó. Hai chúng ta cùng chóng mặt đi. Đúng là mắt ói quá đi. Anh muốn ói thật sao? Sao vậy? Gọi điện thoại báo cháy đi. À không, gọi cấp cứu đi. Anh thiệt tình. Được biết sự trở lại của Cao Văn, không thể không nói tới sự hỗ trợ của một người bí ẩn. Đó là bạn trai cũ của Cao Văn, tổng giám đốc đá quý Thông Linh, Tiêu Lượng. Vậy sao Tiêu Lượng vẫn luôn ủng hộ bạn gái cũ từng làm tổn thương mình? Theo tiết lộ từ người quen, Tiêu Lượng vẫn luôn nhớ mãi không quên tình cũ. Nghe nói cả hai đã tái hợp rồi. Tiêu Lượng, em về rồi đây. Báo cáo của Nam Nam. Bản thiết kế của Lạc Lạc. Rõ ràng là được lên phòng thiết kế rồi. Sao vẫn làm mấy chuyện lặt vặt như vậy chứ? Alo. Vẫn đang bận sao? Phải đó, em đang tăng ca đây. Mẹ đó. Bỏ việc lại đi, cùng anh đi hẹn hò.
Tự dưng lại tạo bất ngờ làm gì chứ? Ngại quá đi mất. Cảm ơn. Chúng ta đi ăn ở đây thật sao? Đương nhiên rồi, đồ ngốc. Ngon mà. Phục vụ. Hứa với em, chỉ cần trong lòng của anh có em, cái ôm của anh mãi mãi chỉ thuộc về mình em thôi. Ravat cũng không biết thắt. Sau này không có em ở đây anh phải làm sao đây? Vậy sao? Vậy thì em mãi mãi bên cạnh anh đi. Thắt Ravat cho anh cả đời. Người đàn ông đó là ai? Sao lại ở bên cạnh anh ta? Vì em anh lại trở mặt với bố. Quyền thừa kế anh cũng không màng. Sao em lại phản bội chứ? Anh bỏ hết những thứ chúng thuộc về anh, không phải là vì em, mà vì sự bốc đồng và ngu ngốc của anh. Nếu từ đầu anh không phải là con trai của Tiêu Chấn Đông, em có yêu anh không? Anh ra ngoài đi. Mình đi chỗ khác đi. Sao vậy? Tiêu Lượng, xin lỗi nha, tôi ra đây một chút. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Tiêu Tổng, vì đây là... Tôi là bạn cũ của Tiêu Tổng. Tôi họ Diệp. Chào cô Diệp. Tôi tên là Mễ Đoá. Tôi là... Cô ấy là nhân viên của công ty tôi. Trùng hợp ghê. Em vừa về nước đã gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ? Tôi rất khỏe. Cảm ơn đã quan tâm. Xin lỗi nha, công ty còn có việc, tôi đi trước đây. Tiêu Lượng, anh sao vậy? Sao tự dưng lại bỏ đi? Có chuyện gì gấp lắm sao? Không có gì đâu, em đừng lo. Anh không khỏe sao? Đừng quấy rầy anh lúc anh lái xe. Anh không nghe hả? Alo, tôi không có gì để nói với cô đâu. Vậy tại sao vẫn nhớ số điện thoại của em? Tiêu Tổng, có một khách hàng họ Diệp đang đợi anh. Ai cho cô ta vào đây? Cô Diệp nói tối qua đã có hẹn với anh rồi. Không được tôi cho phép thì không có ai được vào hết. Ra ngoài đi. Dừng. Không ngờ đã lâu như vậy rồi, thói quen nói dối của cô vẫn không đổi. Tối qua cô có hẹn tôi sao? Có mối làm ăn muốn bàn bạc với anh. Chỉ đành kiếm lý do này thôi. Chúng ta cùng nhau làm ăn sao? Tôi không có gì để bàn với cô hết. Cho dù cô nói ra tôi cũng không đồng ý.
Cô về đi. Em còn chưa nói ra là làm gì, anh đã vội bác bỏ rồi. Vẫn còn ghim chuyện cũ sao? Cô sai rồi. Tôi không có bác bỏ, cũng không ghim gì cả. Tôi chỉ không có hứng thú thôi. Em biết anh vẫn còn giận em, nhưng mà Tiêu Lượng đã qua cả rồi.